Rồi, chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm qua em có quay con rề Acom GTV 550 đến giới thiệu đến quý vị. Đây là dòng cao, dòng rề cao cao, dòng cao của model cao của Acom. Thì con này thì như em giới thiệu thì nó có rất nhiều chức năng ha. Là ra cả súp, rồng rê, center đầy đủ hết. Các cổng ăn chơi đầy đủ hết quý vị. Con này nó ghi điện 110, 120V, 36W nha, rồi 36W cũng khá cao á. Đây là âm thanh nha, AM, FM, hoạt động hoàn hảo hết. Đây là nội thất bên trong quý vị, cực kỳ dày đặc luôn. Một cái dĩ to đùng như này giáp cái rề tới ở trên là một cái dĩ này. Dĩ Acom này và trên đây hai cái dĩ nữa. Trên này thêm một cái dĩ nữa nha quý vị. Đây, dĩ dưới nói chung là cái Acom này dĩ mạch nó hầu như là kính mít hết luôn, kính mít mà dày đặc hết luôn. Quý vị thấy dày đặc hết luôn. Acom 1993 ha. Đây. Acom ha, tất cả các dĩ nó đọc Acom hết nha quý vị. Rất đẹp luôn. Đẹp xuất sắc, bên trong này đẹp khỏi chê đi, rất là mới luôn ha. Và đây em giới thiệu để chỉ hướng dẫn cho quý vị cái hôm qua em có nói là cái con này đổi điện được 220 thì đây em sẽ hướng dẫn cho quý vị cách đổi. Đây quý vị, chỗ này quý vị thấy có một cái cầu, có cái cầu nối chỗ này ha, 230V và 115V. Thì cái cầu đang gắn ở mốc 230 đây. Đấy. Thì khi nào cũng đổi sang điện 120 trở về thì quý vị sẽ kéo cái cầu này ra và gắn lại cái ở phía dưới. Đấy, và cái đổi này thì chúng ta phải hàn cho quý vị. Có nghĩa là hai cái chân đút xuống dưới rồi chúng ta hàn lại thì mới được ha. Cái này thì tốt nhất anh em mang lại cho thợ điện tử. Anh em muốn đổi thì mang cho thợ điện tử nó đổi ha, 115V và 230V. Đây quý vị muốn đổi tùy thích. Thì có một số con có thể đổi được và một số con không thể đổi nha, chứ không phải con nào cũng đổi. Của thật dày đặc hết quý vị, cực kỳ mới luôn quý vị thấy xem ha. Cho quý vị xem đây, cực kỳ dày đặc hết. Rồi, và em báo giá luôn, con rề có mức giá là 6 triệu đồng bao vận chuyển toàn quốc. Cái màn hình này nó không có hiển thị như vậy, cái này màn hình này là hiển thị số của AM FM, cái tần số, nhưng mà không biết do lý do gì mà nó không hiển thị nữa. Nhưng mà chức năng AM FM vẫn hoạt động bình thường đó, chúng ta là đài bằng cái nút này nghe FM AM bình thường hết, và cái màn hình này không hiển thị thôi. Đèn sóng còn hiển thị nha, tất cả các đèn hiển thị hoàn hảo bình thường hết, chỉ có duy nhất cái đèn này có thể là do vận chuyển nó sốc hay là sao đó, không, mọi chức năng này hoàn hảo hết, chỉ có chỗ đó thôi. Rất đẹp luôn, cái con này Acom rất khủng ha, nội thất linh kiện ở đây cực khủng, mức giá 6 triệu bao ship toàn quốc nha mày. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.